thấy anh nhiều vần hờn nhá. Phải chặt chân gì đấy. Rơi chân cả. Thôi mà, hai anh em mà đánh nhau nhá, là bà cho một người đi học, một người ở nhà. Chưa ai phạm lỗi trước là người đấy phải đi học. Không này. Nó lại không nể nang gì nữa.